Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Aston Carter vừa mới có một cuộc thị sát ngay tại một căn cứ hỏa tiến hạt nhân liên lục địa được đặt tại thị trấn Minot nằm về phía bắc của tiểu bang Dakota. Phát biểu với báo chí, ông Aston Carter nói rằng nước Nga dưới sự, sự lãnh đạo của Tổng thống là Vladimir Putin trong một khía cạnh nào đó thì nguy hiểm hơn so với cái thời mà Cộng sản Liên Xô trong lúc diễn ra chiến tranh lạnh. Ông Aston Carter còn chỉ trích cái chính sách tăng cường vũ trang uh, hạt nhân của nước Nga. Ông Carter đặt trong một câu hỏi là liệu chính quyền Nga của ông Vladimir Putin có đủ khả năng kiềm chế như các người lãnh đạo của Cộng sản Liên Xô trong thời gian trước đây hay không? Theo lời ông Aston Carter, thì trong thời chiến tranh lạnh, giới lãnh đạo Hoa Kỳ và Cộng sản Liên Xô đều ý thức rằng dùng bom nguyên tử sẽ gây ra chiến tranh toàn diện cho nên đôi bên đều rất thận trọng. Theo phân tích của ông Carter, thì bây giờ sử dụng vũ khí hạt nhân không bắt buộc dẫn đến chiến tranh toàn diện, cho nên tình huống khủng khiếp nhất là Nga hoặc là Cộng sản Bắc Hàn có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bắt chẹt Hoa Kỳ, nhằm ép Hoa Kỳ phải bỏ rơi đồng minh để mặc cho Bắc Hàn và Liên bang Nga lấn chiếm. Bản tin của hãng thông tấn AFI nói rằng, Ông Karer rõ ràng ám chỉ trường hợp tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi sắp nhập bán đảo Crimea của Ukraine đã công khai tuyên bố sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân trong chiến dịch quân sự này.